Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Jackson Hinckley, đại tá Mỹ cho biết lực lượng Nga đã gây ác mộng như thế nào với các tướng lĩnh Ukraine. Tình hình thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Đại tá Mỹ thừa nhận, Nga khiến đối phương phơi mình chịu trận. Nga-Ukraine leo thang tấn công, lợi thế thời gian của Nga trước khi Ukraine phản công. Đại tá Mỹ thừa nhận Nga khiến đối phương phơi mình chịu trận. Theo đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu lầu Năm gốc, các hệ thống dẫn đường và trinh sát vệ tinh của Nga không cho phép lực lượng vũ trang Ukraine trốn tránh các cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Không thể trốn tránh được nữa, mọi thứ xảy ra ở cả miền Đông và miền Tây Ukraine đều được người Nga theo dõi bằng vệ tinh họ có cả kho vũ khí để có thể tấn công lực lượng vũ trang ukraine chuyên gia mark grigo nói đại tá grigo cũng chỉ ra rằng các hệ thống giám sát này của nga không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và vượt trội so với các hệ thống tương tự của mỹ ông mark grigo cho biết thêm rằng cùng với hệ thống trinh sát tối tân là mạng lưới tác chiến điện tử cực mạnh nga triển khai tại ukraine đã khiến cho các lực lượng của kiev bị hạn chế trong đòn tấn công và trở thành mục tiêu dễ dàng của hỏa lực nga lực lượng nga đang gây nhiễu mọi thứ mà hệ thống của họ có thể tiếp cận tôi không thể nói rằng họ đang thống trị nhưng họ cản trở lực lượng ukraine rất nhiều vị đại tá nói một quan chức tình báo ukraine cũng nhận định trinh sát và tác chiến điện tử nga là mối đe dọa khá nghiêm trọng khi làm lộ và gián đoạn các nỗ lực trinh sát và liên lạc giữa chỉ huy với binh sĩ kiev nga gây nhiễu các thiết bị thu tín hiệu gps trên uav mà ukraine sử dụng để xác định và chỉ thị mục tiêu cho pháo binh vị quan chức này cho biết tác chiến trên chiến trường hiện đại mà không có dữ liệu là điều hết sức khó khăn. Đại tá Lori, từng chỉ huy binh chủng tác chiến điện tử lục quân Mỹ, nhận định gây nhiễu có thể nhanh chóng làm mù và điếc một máy bay quân sự. Điều đó rất nguy hiểm, đặc biệt khi phi công mất tín hiệu GPS và radar trong lúc đang bay với vận tốc hơn 900 km h Ông Lori nói, các chỉ huy quân sự thường ít khi đề cập tới tác chiến điện tử, đặc biệt trong khi xảy ra giao tranh do sợ làm lộ bí mật và gây nguy hại cho hoạt động tác chiến. James Steigham, chuyên gia bảo mật từng tư vấn cho bộ an ninh nội địa Mỹ, nhận xét, tác chiến điện tử là lĩnh vực được bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt do phụ thuộc vào nhiều công nghệ tiên tiến cũng như lợi ích thu được có thể bị sao chép và xóa sổ rất nhanh. Quân đội Mỹ từng chứng kiến hoạt động của lực lượng tác chiến điện tử Nga ở Syria. Đại tướng Raymond Thomas, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ, mô tả, hệ thống liên lạc của các phi công Mỹ thường xuyên bị đánh sập tại Syria trong môi trường tác chiến điện tử dữ dội nhất hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không cũng bị những tổ hợp tiên tiến của Nga bịt mắt. Chưa rõ Nga triển khai bao nhiêu khí tài và đơn vị trinh sát và tác chiến điện tử tại Ukraine, nhưng giới chuyên gia phương Tây nhận định, mỗi nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga gồm khoảng 1.000 quân nhân được trang bị một đơn vị tác chiến điện tử. Trong khi đó, nguồn tin tình báo của Lầu Năm Góc cho biết có khoảng 110 BTG của Nga đang tham chiến tại Ukraine. Nga-Ukraine leo thang tấn công Nga và Ukraine tăng cường các cuộc tấn công qua lại trong lúc quan chức đại diện khoảng 40 nước tập trung tại Ả Rập Xê Út để bàn về kế hoạch hòa bình do Kiev đề xuất. Không quân Ukraine cho biết, Nga đã đẩy mạnh tấn công Ukraine trong đêm. Lực lượng của Kiev đã phá hủy 30 trong số 40 tên lửa hành trình và toàn bộ 27 máy bay không người lái xa hết mà Nga đã phóng. 10 tên lửa hành trình đã xuyên qua hệ thống phòng không của Ukraine, nhưng thiệt hại chưa lập tức rõ ràng. Ngoài ra, Nga cũng đã sử dụng 3 tên lửa bội siêu thanh Kinjon, dù Ukraine không tiết lộ số phận của chúng. Theo Kiev, một trong các mục tiêu chính của Moscow là căn cứ không quân Starokostitatinib thuộc tỉnh Menitsky ở miền Tây Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga vào tối ngày 5 tháng 8 đã tấn công một trung tâm truyền máu tại thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc, cũng như một cơ sở của nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motosik tại tỉnh Menitsky. Các vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ukraine đánh trúng một tàu chở dầu của Nga ở eo biển Kerch, khiến Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ một UAV ở ngoại ô thủ đô Moscow. Lãnh đạo các địa phương Nga giáp với Ukraine cùng ngày cũng báo cáo các vụ tấn công. Ria Novosti dẫn lời tỉnh trưởng Vyacheslav Glakot của tỉnh Belgorod cho hay khu vực này đã hứng hơn 100 quả đạn trong vòng 24 giờ. Còn tại tỉnh Boryansk, tỉnh trưởng Alexander Bogomat thông báo họ đã đánh chặn hai UAV cỡ lớn. Kiev trước nay hầu như không công khai thừa nhận đứng sau các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga. Ria Novosti cũng đưa tin Ukraine đã sử dụng đạn chùm để tấn công Donetsk, đô thị thuộc tỉnh cùng tên, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo hãng tin TASS, thành phố Donetsk đã hứng chịu đạn chùm hai lần trong đêm. Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm vào mục tiêu dân sự. Lợi thế thời gian của Nga trước khi Ukraine phản công Sau loạt bước lùi cuối năm ngoái, Nga có nhiều tháng củng cố phòng tuyến, huy động lực lượng trong khi phương Tây cân nhắc chuyển vũ khí cho Ukraine. Hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi Ukraine mở chiến dịch phản công được mong chờ từ lâu, họ không giành được kết quả như mong đợi. Quá trình tiến quân của Ukraine diễn ra chậm chạp và hứng chịu nhiều tổn thất khi vấp phải phòng tuyến kiên cố của Nga với nhiều lớp chướng ngại vật, hào chống tăng, bãi mìn và chiến hào. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, các tuyến phòng thủ phức tạp cho thấy Nga đã lên kế hoạch kỹ lưỡng như thế nào để ngăn chặn đợt phản công của Ukraine. Điều này cũng phản ánh thực tế là Nga đã tận dụng hiệu quả lợi thế về thời gian để xây dựng chiến lược ứng phó với vũ khí và cách đánh kiểu phương Tây mà Ukraine đã áp dụng. Mùa thu năm ngoái, Ukraine mở đợt phản công bất ngờ, tận dụng các điểm yếu của Nga để tấn công như vũ bão, khiến Nga phải rút khỏi tỉnh Kharkov ở Đông Bắc cũng như thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Tuy nhiên, đà tiến công của Ukraine sau đó chững lại khi phương Tây cân nhắc nên cung cấp loại vũ khí gì tiếp theo cho Kiev. Thiếu vũ khí và đạn dược, quân đội Ukraine không thể tận dụng lợi thế để tiếp tục gây sức ép với Nga, buộc phải ém quân, trong khi đối phương rút về củng cố hệ thống phòng ngự. Lực lượng Nga nhiều đó có thời gian tái trang bị hoặc khôi phục năng lực chiến đấu, cài mìn và giành thế chủ động tại một số nơi. George Barros, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, nhận định. Mỹ và đồng minh đã viện trợ hàng tỷ USD vũ khí cho Ukraine sau khi chiến sự giữa nước này với Nga bùng phát vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Tiến trình này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Lầu Năm Góc đã nhiều lần đắn đo khi chuyển một số vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine do lo ngại Nga leo thang xung đột. Các loại vũ khí khiến Mỹ và đồng minh phải cân nhắc khi chuyển cho Ukraine có pháo phản lực HIMARS, tên lửa tầm xa, xe tăng chủ lực như Leopard 2 hoặc M1 Abrams và gần đây nhất là tiêm kích F-16. Các quan chức Ukraine, trong đó có cố vấn Tổng thống Mikhail Podolyak, đã từng nhiều lần phàn nàn về sự do dự của phương Tây và nói rằng họ cần tiêm kích F-16. Kế hoạch cung cấp cho Ukraine những khí tài này có tính đến khi nào Ukraine giành thế chủ động, khi nào lực lượng Nga đuối sức, khi nào có tình huống có thể tận dụng. Liệu phía Nga có hưởng lợi khi quyết định viện trợ vũ khí bị trì hoãn hay không? chuyên gia baros nói theo ông mỹ và các đồng minh cuối cùng cũng đi đến quyết định chuyển chúng cho ukraine song thường rất muộn màng khiến ép bỏ lỡ thời cơ trong khi nga có thời gian tính toán biện pháp đối phó khiến các hệ thống này giảm hiệu quả ngay khi các nước phương tây công bố cung cấp một loại khí tài mới nào cho ukraine sau thời gian cân nhắc nga đã có sẵn phương án và chiến thuật đối phó điều này thể hiện trên khắp phòng tuyến của nga với những biện pháp rõ ràng như bãi mìn cản trở đa tiến của xe tăng và xe thiết giáp phương Tây, trong đó có mẫu Leopard 2 của Đức cùng thiết giáp M2 Bradley mà Mỹ viện trợ. Dù tránh được các loại mìn chống tăng như TM-62 của Nga, chúng vẫn có nguy cơ tổn thương trước những vũ khí khác của đối phương. Lực lượng Nga sở hữu lượng lớn pháo binh, máy bay không người lái UAV tự sát và trực thăng tấn công K-52 với tên lửa chống tăng có thể hạ gục các loại phương tiện chiến đấu hạng nặng. Trong một số tình huống, binh sĩ Ukraine phải rời xe tăng hoặc thiết giáp sau khi chúng lọt vào các bãi mìn hay mắc kẹt trong vũng lầy. Để đối phó xe cày mìn của phương Tây, công binh Nga xếp trồng các quả mìn chống tăng lên nhau, khiến khí tài này bị vô hiệu hóa vì vụ nổ lớn. Ngoài ra, Nga còn thiết lập các chiến hào giả cài sẵn mìn để dụ lính Ukraine vào, sau đó kích nổ từ xa. Chuyên gia Baros nhận định, còn quá sớm để đánh giá những vấn đề Ukraine đang đối mặt có quyết định thành bại của đợt phản công hay không. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine không thể bỏ qua những vấn đề này và phải tìm phương án đối phó như cách gắn chất nổ lên UAV dân sự cỡ nhỏ để tập kích vị trí của Nga. Đây sẽ là trận chiến kéo dài. Chuyên gia Baros cho biết, tôi nghĩ rằng chúng ta nên rút ra những bài học và học hỏi từ đó vì cuộc xung đột này sẽ diễn ra trong một thời gian rất dài. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi mong rằng quý vị hãy để lại những bình luận những đánh giá của mình ở bốc bình luận phía dưới video xin cảm ơn quý vị chào tạm biệt và hẹn gặp lại